Thưa quý vị và các bạn, hơn một tháng nay thì trong khi dư luận trong nước cũng như là quốc tế đang dồn hết sự chú ý vào giàn khoan 981 mà Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì tại Trường Sa, một căn cứ quân sự lớn với đường sân bay và cảng biển cũng đang được Trung Quốc khẩn trương xây dựng ở tại đảo Gạc Ma. Và đây là bãi đá ngầm mà Trung Quốc đã dùng vũ lực để cưỡng đoạt của Việt Nam từ năm 1988 mà chúng tôi đã từng nhiều lần đề cập tới quý vị và các bạn trong các chương trình gần đây. Vâng, và hai động thái gia tăng leo thang căng thẳng làm phức tạp tình hình Biển Đông diễn ra gần như là đồng thời này khiến cho dư luận quốc tế đã đặt ra nghi vấn là phải chăng Trung Quốc đang gây ầm ĩ ở Hoàng Sa với giàn khoan khổng lồ 981 nhưng mục đích sâu xa hơn lại là xây dựng căn cứ quân sự ở Gạc Ma một cách âm thầm. Và nếu như điều này là đúng sự thực thì đây quả thực là âm mưu dương đông kích tây của Trung Quốc, mà một âm mưu hết sức là thâm độc. Hàng loạt câu hỏi cũng được đặt ra là tại sao Trung Quốc lại quyết tâm xây dựng căn cứ quân sự lớn như vậy ở vùng biển Trường Sa, và liệu rằng Trung Quốc có đủ khả năng để biến cái đảo chìm này thành một đảo nổi với cơ sở hạ tầng đồ sộ như là từng tuyên bố hay không, và Biển Đông sẽ ra sao nếu như âm mưu của Trung Quốc trở thành hiện thực. Và câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cung cấp tới quý vị và các bạn nhận định của một số chuyên gia trong lĩnh vực này. Đây là những hình ảnh chụp bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam được Bộ Ngoại giao Philippines công bố ngày 15 tháng 5. Nó cho thấy trên bãi đá mà Trung Quốc cưỡng chiếm của Việt Nam từ năm 1988 đang có những hoạt động xây dựng quy mô và rầm rộ. Từ một bãi đá ngầm với một căn cứ nhỏ giữa biển, Gạc Ma đã được Trung Quốc biến thành một đảo nổi nhân tạo với quy mô ngày một lớn dần. Theo truyền thông quốc tế, nhiều ngư dân hoạt động tại vùng biển này cũng đã nhìn thấy các tàu vận tải Trung Quốc chuyên chở xi măng, sắt thép và các phương tiện hút cát mở rộng mặt bằng, xây cầu cảng, sân bay trên đảo. Là người đã trực tiếp tham gia thiết kế, xây dựng rất nhiều công trình biển tại quần đảo Trường Sa, song Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Quang Cường cũng vô cùng bất ngờ trước quy mô công trình mà Trung Quốc đang tiến hành. Nó cho thấy trước khi bắt tay xây dựng ở Gạc Ma, Trung Quốc đã đầu tư nghiên cứu rất kỹ lưỡng và nghiêm túc tại khu vực này. Các cái đảo ở khu vực Trường Sa là nó biến dạng cái đường bờ theo mùa. Mùa gió đông bắc thì nó sẽ biến các cái vật tư nó sẽ bồi ở hướng tây nam, và ngược lại đến mùa gió tây nam thì cái vùng đông bắc sẽ được kéo dài ra. Tuy nhiên rằng là cái bãi vật tư của Trung Quốc thì theo tôi xem từng năm đấy nó chỉ lớn ra và không có thay đổi cái hình dáng. Như vậy là cái nghiên cứu của họ rất là bài bản và họ giữ ổn định được cái hình dáng của cái phần họ tôn tạo. Đó là một điều là chúng ta thấy là rất là bất ngờ. Không những khắc phục được khó khăn về điều kiện sóng gió khắc nghiệt, một số hình ảnh còn cho thấy Trung Quốc dường như đã tìm được nguồn vật liệu tại chỗ rất lớn để bồi đắp, tôn nền cho các công trình. Do đó, nếu muốn, Trung Quốc hoàn toàn có thể xây dựng xong căn cứ ở Gạc Ma trong vòng 1 đến 2 năm tới. Đối với xây dựng công trình biển thì thường là kinh phí rất lớn. Nhưng mà cái cách làm của Trung Quốc mà tôi nhìn thấy ở đấy, nếu mà khai thác được cái vật liệu tại khu vực đó, thì nó lại giảm đi rất nhiều, bởi vì chủ yếu là cái kinh phí để vận chuyển cái vật liệu ra bờ. Thì họ chỉ vận chuyển cái phần vật liệu để làm cứng cái bề mặt, thì cái đấy là rất là nhỏ. Còn cái vật liệu tôn tạo thì hình như là họ đã lấy được tại chỗ. Với cái hiểu biết của tôi về khả năng của Trung Quốc, họ hoàn toàn có thể làm được cái việc mà họ muốn. Đó là xây dựng các cái đường băng sân bay, các cái cảng biển phục vụ cái mục đích của họ ở Trường Sa. Trong khi quan chức Trung Quốc phủ nhận, thì truyền thông nước này lại không hề giấu giếm khi tuyên bố Trung Quốc đang đầu tư số tiền lên đến 5 tỷ đô la để xây dựng các đảo nổi ở một số bãi ngầm mà họ đã chiếm được ở Trường Sa. Đầu tiên là sân bay, cảng biển tại bãi ngầm Gạc Ma, rồi sau đó là đến một căn cứ quân sự khổng lồ tại bãi Chữ Thập. Hành động leo thang này của Trung Quốc ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích, lên án của cộng đồng quốc tế. Có rất nhiều thông tin về các hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông, như bồi đắp đất và xây dựng một cách quy mô các tiền đồn. Những hành động này rõ ràng vượt xa những gì một người biết cơ sở coi là duy trì nguyên trạng.
nếu không được ngăn chặn kịp thời, vài năm nữa, Trung Quốc sẽ có một chuỗi các căn cứ quân sự quy mô lớn tại Trường Sa. Tàu chiến và máy bay chiến đấu của Trung Quốc sẽ thoải mái hoạt động khắp Biển Đông, đe dọa an ninh của hầu hết quốc gia trong khu vực ASEAN. Xây đường băng chính là tạo ra một căn cứ để họ tìm cách khống chế toàn bộ khu vực phía nam của Biển Đông, tạo ra những cái chiến hạm nổi trên cái vùng cái quần đảo Trường Sa mà trước năm 1988 chưa bao giờ đặt chân xuống đây. Có một nguồn tin nói rằng Trung Quốc đang có ý định xây dựng đảo nhân tạo rộng tới 88 km vuông, lớn hơn cả căn cứ Diego Garcia mà Mỹ xây dựng ở Ấn Độ Dương. Nếu vậy, Trung Quốc cũng sẽ có tàu sân bay hoạt động trong lực lượng hải quân. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ trở thành nước chiếm ưu thế, trở thành nước có sức mạnh quân sự lớn trong khu vực và thế giới nếu như Mỹ, Nhật Bản và các quốc gia trong khu vực không có những hành động kiên quyết. Hành động xây dựng này rõ ràng là tiếp tục vi phạm tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông mà Trung Quốc cũng là một nước tham gia. Trước phản ứng mạnh mẽ của dư luận, có thể Trung Quốc sẽ chấp nhận rút giàn khoan 981 ra khỏi Hoàng Sa trong một vài tháng tới. Tuy nhiên, sẽ chẳng còn ai đủ sức buộc Trung Quốc phải rút lui một khi họ đã xây được sân bay, cảng biển ở Trường Sa. Nếu các nước ASEAN không đoàn kết và phản đối kiên quyết ngay từ bây giờ, Biển Đông có lẽ sẽ không bao giờ thổi dậy sóng. Vào năm 2010, ASEAN và Trung Quốc đã thống nhất ra tuyên bố chung về ứng xử giữa các bên trên Biển Đông DOC. Và theo điều 5 trong tuyên bố này thì các bên phải kiềm chế không gây phức tạp hoặc gia tăng tranh chấp và ảnh hưởng đến hòa bình ổn định, kể cả việc không đưa người đến ở trên những đảo đá bãi ngầm chưa có người ở. Từ đó đến nay thì trong khi các quốc gia ASEAN thì luôn tuân thủ tuyên bố này một cách đầy đủ và nghiêm túc, thì Trung Quốc lại liên tục có những hành động gây hấn, rầm rộ cải tạo và xây dựng các căn cứ quân sự tại các bãi đá ngầm. Và điều này phần nào cho thấy bộ mặt cháo trở và cũng không xứng đáng với vị thế của một nước lớn của Trung Quốc. Và để hiểu rõ hơn về những nguy cơ mà những căn cứ quân sự của Trung Quốc có thể gây ra đối với các nước ASEAN, thì xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Cuộc sống 24 giờ sáng ngày mai.